đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. A thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni. A tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, con cũng vừa thỉnh pháp sư xong. Dạ, nếu ngài nghe được âm thanh con, đường nét ngài ổn định, ngài cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, theo như từng rồi thì dạ cảm ơn Sài Gòn mưa nắng đã cho lên cái đề giảng ngày hôm nay. Nếu chúng con có sai thì cung thỉnh ngài chỉ dạy, chúng con sẽ sửa lại ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Bạch ngài, ngài có nghe được âm thanh con không? Bạch ngài, dạ, đường nét ngài đã ổn định chưa? Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Kính thưa quý vị, hôm nay đường nét của chúng tôi rất là ổn định, chỉ có sức khỏe là không ổn định thôi. Sau này chắc có lẽ là chúng tôi trục trặc về cái sức khỏe anh nhiều hơn là trục trặc về đường nét. Wi-Fi thì tốt thôi, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để vào rừng giảng. Hôm nay lẽ ra thì giờ này là chúng tôi phải thuyết pháp ở trong chùa ngày 29 âm lịch, nhưng mà vì trùng nhớ ngày hôm nay là cái ngày giảng thanh tịnh đạo trong rung có cú, nên chúng tôi phải quán đổi nhờ vị khác thuyết dùm ngày hôm nay. Và tối mai, chiều mai thì chúng tôi là thuyết ở bên chùa kia. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Địa Tạng Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta vẫn còn học cho xong cái phần kiến tịnh. Trong cái phần kiến tịnh đó là vị hành giả tu tập thiền quán là sao phát triển cái tuệ minh sát thứ nhất, tức là phân biệt, phân định danh sắc, cho thấy cái thân này dù nói theo năm uẩn hay nói theo 12 xứ hay nói theo 18 giới, tất cả đều chỉ là danh sắc thôi, chứ không có cái gọi là cái tôi, cái ta, là chủ nhân ông của ngũ uẩn.
Vừa rồi chúng ta học đến cái phần sau khi hành giả ở trên sắc trong thân này theo quẩn xứ giới như vậy rồi, vậy phân định danh sắc rằng ajang mang, ajang rupang, đây là sắc, đây là danh, đây là danh, đây là sắc. Chúng ta học đến đó thì chúng tôi có nói là nếu đã xét như vậy mà vẫn chưa sanh tuệ phân định danh sắc thì hành giả làm theo ba cách để nhận định danh sắc. Thì ở đây đó, chúng ta cũng nên hiểu rằng cái việc mà chúng ta làm cho thanh tịnh cái tri kiến, nó không phải dễ dàng đâu. Cho dù chúng ta học thân pháp thông suốt về năm quẩn, về 12 xứ, về 18 giới, chúng ta kể ra một mạch đúng hết á, năm quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc đó là sắc, sắc quẩn là sắc, thọ, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là danh. Mặc dù chúng ta nói rõ như vậy, nhưng mà thật sự cái này chưa gọi là cái tuệ quán hay là tuệ minh sát, Vipassana Ñāṇa, phân định danh sắc. Chúng ta chưa. Thế thì bây giờ chúng ta có cách nào để mà chúng ta nhận định danh sắc rõ rệt và tuệ nhận định danh sắc nó khởi lên do chính cái sự nỗ lực của cá nhân, cái sự khám phá của cá nhân, chứ không phải là chúng ta dựa dẫm vào kinh điển vì lời dạy của người khác. Thì chúng ta có ba cách. Cách làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ xúc phát sát. Thứ hai là cách làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ thọ. Và thứ ba tức là cách làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ thức. Thì đó là cách. Bây giờ thế nào là cách làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ xúc? Thưa quý vị, thí dụ như khi mà chúng ta niệm hơi thở ra, hơi thở vô, thì
thì trong hơi thở và lối thông hơi thở có đặc tính bốn đại như cứng, mềm, nóng, lạnh, chuyển động, vân vân. Do xúc mà biết, xúc có thọ tương ưng, có tưởng tương ưng, có tư tương ưng và có thức tương ưng. Vị ấy nhận định hơi thở mũi là sắc rupa, xúc thọ tưởng tư tâm là danh. Thì chúng ta ứng dụng ngay trong cái hơi thở của mình. Hồi nào đến giờ quý vị tu thiền, có nhiều Phật tử chúng ta cũng khăn gối lên đường đi đến cái chỗ trung tâm thiền để hành thiền với 600-700 hành giả, được một vị thiền sư nổi tiếng hướng dẫn. Nhưng mà không biết là quý vị tu tập, quý vị có ứng dụng được cái này hay không, thì cái đó cũng chưa biết được. Bởi vì chúng tôi có nghe thoáng các vị hành giả khi mà niệm hơi thở, thì họ chú ý mà sập à, phòng mà sập à, cứ phòng sập mình cứ kêu. Giống như là cha mẹ mà kêu con, cu ơi, gái ơi, Út à, nó cũng giống như cha như vậy. Chúng ta cứ nhìn hơi thở không biết ớt giáp gì hết, chúng ta cứ niệm phòng à, sợ à, chúng ta thực hành như thế thì làm sao mà chúng ta làm sao mà chúng ta phát sanh lên cái tuệ quán phân định danh sắc được. Vì thấy khổ chưa, này khổ vô cùng. Chúng ta thử, nhưng mà cái này nó phải công phu lắm thưa quý vị. Tức là trước khi mà chúng ta bắt đầu niệm hơi thở vô hơi thở ra đó, chúng ta chú ý hơi thở nó là gió phong đại, mà hơi thở nó đi vào đâu? Đi vào cái lỗ mũi của mình. Cái lỗ mũi của mình đó, thì nó là một cái lối thông, lối thông vô cái phổi. Thì bắt đầu từ ngoài cái vành mũi cho đến ở bên trong, thì cái đó là gì? Nó là cái chất đất của thân thể, như chúng tôi đã nói khi nãy. Tức là cái chất đất ở đây đó, trong cơ thể mình có cái nguyên tố đất, chẳng hạn như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cơ, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi, vân vân, là chất đất. Thì cái mũi của mình cũng bằng thịt, ở trong cái mũi nó có sụn kiểu như là gân đó, naharu. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thì bây giờ nội cái hơi thở là phong đại,
rồi nó đi vào cái ngõ trống đó, thì cái mũi của chúng ta và cái ống thông thì nó là địa đại. Ở trong cái địa đại đó đó thì nó có cái chất nước, chất ướt. Lỗ mũi ai mà khô bao giờ thì đó là thủy đại. Thì tất nhiên khi mình còn sống thì cái lỗ mũi của mình ở bên trong nó là cái ống thịt mà, cho nên nó nóng, đó là quả đại. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rằng trước nhất là chúng ta thấy rõ cái hơi thở này, cái mũi này nó là sắc, vì nó có đất nước lửa gió. Nhớ cái chỗ đó, vì nhớ chỗ đó, vì nhớ chỗ đó. Rồi bây giờ khi mà chúng ta thở vào đó, hít vào đó, thì cái mũi của chúng ta nếu để ý kỹ thì nó có cái cảm giác mát, thở ra thì có cảm giác ấm, nóng. Thì khi mà cái hơi gió mà nó đi vào trong mũi rồi đi ra, cái cảm xúc đó đó chúng ta dễ nhận ra. Tôi nhấn mạnh ở chỗ này, và nếu viết thì chúng ta viết bằng cái mực đen đậm chữ xúc. Xúc đó chúng ta dễ nhận ra. Khi chúng ta nhận ra được xúc, nghĩa là thân thức, thân xúc đó, thân xúc nhận biết có hơi thở ra hơi thở vào, thì xúc đó nó tương ứng với thọ, tương ứng với tưởng, với tư, tương ứng với tâm. Thí dụ như cái tâm thần thức nhận ra thì ở trong đó có xúc, có thọ, có tưởng, có tư và có tâm thần thức. Bốn cái đó nó thuộc về danh. Thì như vậy chúng ta, một vị hành giả cứ nhận định rằng hơi thở và lỗ mũi nó là sắc, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm của nhận thức, của thân thức, cái đó là danh. Lặp đi lặp lại, quý vị nên thiết lập cái đó, cứ theo cái cách đó, theo cách đó. Nhưng mà quý vị làm, quý vị làm, quý vị đừng có báo theo dõi, nhưng mà biến quá, nó mệt quá. Nếu mà quý vị cảm thấy rằng mình làm biến mệt, không muốn phân tích nữa, không muốn nhìn nữa, thì thôi, chúng ta trở về cái cuộc sống sanh tử luân hồi của mình đi, khỏi cần. Còn hãy học, học để hành, hành thiền quán, thì chúng ta phải học tới nơi tới chốn. Như vậy là cái cách thứ nhất làm cho tuệ phân định danh sắc, tức là tuệ quán thứ nhất nó hiện rõ là nhờ xúc. Bây giờ cách thứ hai là cách làm cho tuệ quán phân định danh sắc hiện rõ nhờ thọ là như thế nào. Có vị hành giả thì nhờ xúc
mà tìm thấy được danh sắc. Bây giờ có người hành giả thì không, cái đó nó không có phê được. Cho nên đối với hành giả này thì họ lấy thọ. Tức là thọ thiện tóm lại có khổ có lạc, có phi khổ phi lạc. Thì bây giờ khi niệm hơi thở vô hơi thở ra, trong hơi thở có đặc tính bốn đại như là cứng, mềm, vân vân, đã nói ở trên đó. Bây giờ thọ cảm nhận cái sự kích thích của hơi thở qua mũi, tức là dễ chịu hay là khó chịu. Khi mà quý vị thở ra thở vô, quý vị có cảm giác dễ chịu hay khó chịu, nhất là những lúc mà chúng ta nghẹt mũi đó, quý vị bị cảm mà chúng ta nghẹt mũi đó, thì hơi thở vô cũng khó chịu mà hơi thở ra chúng ta cũng khó chịu, thì cái cảm giác dễ chịu khó chịu nó thuộc về thọ. Nhớ chỗ đó, nhớ chỗ đó. Sẽ có ngày chúng ta gặp cái tình trạng thọ nó phơi bày rõ rõ rệt, chứ không phải là xúc nữa mà là thọ. Thì lúc đó quý vị sẽ ghi nhận thọ có tưởng tương ưng, có xúc, có tư, có thức, có tư, có tâm. Vẽ nhận định hơi thở qua mũi, nhận định rằng hơi thở qua mũi là sắc, thọ, tưởng, xúc, tư, tâm, tương ưng là danh. Cứ như thế chúng ta làm tới. Thì như vậy là chúng ta nhìn, chúng ta tìm kiếm danh sắc qua cái hơi thở, tìm kiếm danh sắc qua cái hơi thở. Nó ngũ quẩn, tìm kiếm danh sắc qua ngũ quẩn, thập nhị xứ, thập bát giới thì nó rộng quá. Chúng ta tìm hiểu ra, hoặc là chúng ta học thuộc lòng rồi chúng ta đọc như là đọc bài vẹt, học vẹt, chúng ta đọc như con cát, nhưng mà chúng ta không có một cái dấu hiệu nào hết, thì thôi bây giờ chúng ta trở về cái, theo cái hơi thở của mình đi, và dựa vào xúc mà làm cho hiện rõ cái tuệ quán phân định danh sắc, hoặc là chúng ta dựa vào thọ mà hiện rõ danh sắc. Đó là cách thứ hai. Bây giờ cái cách thứ ba, thế nào là làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ thức? Nhờ xúc chúng ta cũng không có, chưa có hiện rõ tuệ, tuệ quán. Mà nhờ thọ chúng ta cũng chưa có hiện rõ tuệ quán. Thì thôi bây giờ chúng ta nhờ thức. Khi niệm hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, trong hơi thở có bốn đặc tính, có đặc tính bốn đại như là cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân, thì cái đó gọi là sắc. Tâm nhận ra đối tượng hơi thở ấy chính là thức. Đồng sanh với thức, có thọ tương ưng, có tưởng tương ưng, có xúc tương ưng và có tư tương ưng. Tức là có bốn
bóng quẩn. Thì lúc đó vị hành giả mới nhận định hơi thở qua mũi là sắc, thức có thọ tưởng xúc tư tương ưng, đó là danh. Cứ như thế mà chúng ta lặp đi lặp lại mãi. Thì ở đây chúng ta cần phải biết rằng chúng ta chụp vào ba cái quẩn. Một là xúc nó thuộc về hành quẩn. Hai là thọ là thọ quẩn. Thức ở đây tức là thức quẩn. Chúng ta dựa vào hành quẩn, thọ quẩn và thức quẩn mà chúng ta tìm thấy danh sắc. Ở đây quý vị sẽ hỏi tại sao không có nói đến tưởng quẩn ở đây. Thưa quý vị, cái tưởng quẩn đó nó chỉ là biết theo cái kiểu gọi là nhớ biết. Tức là do cái thói quen, nhận ra theo cái thói quen đã từng. Mà cái hơi thở nó đang thở ra, hơi thở đang đi ra đi vô, thì cái này tưởng nó không có làm việc được. Mình đâu có, tưởng quẩn nó không có làm việc được với hơi thở ra hơi thở vô. Mặc dù nó có đồng sanh đó, nó có cái thuộc tánh này có đồng sanh với lúc đó, nhưng mà để xử lý là phải do xúc, tức là cái sự va chạm giữa cái hơi thở là sắc bốn đại là phóng đại đó, với tâm, mà trong đó xúc nó ghi nhận cái sự va chạm đó. Thì vậy xúc nó cũng hiện tại, thọ nó cũng là cái tình hình hiện tại, và thức tức là thân thức đó, nó cũng là cái tình trạng đang diễn ra. Thì như vậy chúng ta trong bốn quẩn, chúng ta lấy ba quẩn đó để mà chúng ta làm cho nó hiện lộ, nó hiển lộ rõ rệt về danh sắc. Cách đó là như vậy thôi. Đến đây thì Ngài Phú Thất Khô Xá ở trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài có nói qua cái phần khác. Hành giả phân định bốn phi sắc quẩn, bốn vi sắc quẩn tức là bốn danh quẩn. Tại vì Ngài dùng cái tiếng gọi là Arupakhandha, cho nên chúng tôi phải dịch là bốn phi sắc quẩn, chứ Ngài không có dùng cái chữ nam á khanh thá, nam khanh thá như là ở trong Duyên Hệ, cho nên chữ đâu phải dịch nghĩa đó. Hành giả phân định bốn phi sắc quẩn trở nên rõ rệt qua xúc thọ thức là danh, và đối tượng của danh quẩn tức là sắc đại hiển và sắc y sinh là sắc. Hành giả muốn kết luận rằng thân này chỉ là danh sắc, ngoài danh sắc không có cái gì gọi là tự ngã, hay con người, hay chư thiên vạn thiên, vân vân. Danh sắc thật có ở đây, nhưng mà không có con người nào cả. Như trong Tương Ưng Bộ Kinh có nói, như bộ phận quy tụ, danh từ xe được gọi cũng vậy, quẩn quy tụ
giả lập gọi chúng sanh. Cái bài kệ này chúng tôi cố gắng chúng tôi dịch sát cái câu Pali cho quý vị, chắc quý vị hiểu mà. Thân này do năm quẩn kết hợp, chỉ là danh sắc theo nghĩa chân đế Paramattha Sacca. Còn cái danh từ chúng sanh, tự ngã, vân vân, gọi theo tục đế Samuti Sacca, hay là thi thiết Panyati, hoặc là chấp thủ. Cũng như danh từ chiếc xe là gọi theo thưởng thức, gồm nhiều bộ phận như là khung, dàn, trục, bánh xe, vân vân. Khi mỗi bộ phận được tách ra thì không phải là chiếc xe. Cũng thế, khi năm quẩn được tách ra thì không có cái gọi là tự ngã. Hiểu thấy như vậy gọi là chánh kiến. Thì kiến tình ở đây tức là chánh kiến này, thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta phải thấy danh sắc, cái đó là chánh kiến. Lại nữa, hành giả nên quan sát, nên quan sát danh và sắc lệ thuộc lẫn nhau. Danh làm duyên cho sắc, sắc làm duyên cho danh. Y duyên tâm mà sắc sanh, y duyên sắc mà tâm sanh. Cũng như cái anh mù chân khỏe cổng, cái anh mù anh què mà sáng, mắt sáng, đương nhau mà đi chỗ này chỗ kia vậy. Danh sắc nó cũng đương nhau mà sinh khởi. Danh sắc là rỗng không, vì lệ thuộc nhau. Danh nương sắc, sắc nương danh, nên chi khi một cái tan rã thì cả hai cùng tan rã. Nó cũng giống như kèo với cột vậy đó. Những cái cột dựng lên, giờ có những cái kèo nó vịnh ở đầu bên đây, vịnh ở đầu bên kia, cho nên cái cột nó đứng vững. Và cái cột đó là nâng đỡ cái kèo nhà. Cho nên khi mà hồi đó đó, thưa quý vị, hồi xưa người ta cất nhà, người ta cất nhà gỗ, người ta kê tán thôi. Cho nên những cái cột dựng trên cái tảng đá, trên cái phiến đá, thì nó nhờ những cái xiên và những kèo rằng đệt lại, nó giữ vững. Mà tháo ra từng bộ phận rồi thì cái kia nó tan rã. Danh người sắc cũng vậy, đối với ngũ quẩn thì ở trong cái thân ngũ quẩn này, danh sắc nó có cái sự tương quan với nhau. Mà chúng ta học về duyên hệ, chúng ta sẽ gặp từng thứ, từng thứ. Sau khi phân biệt danh sắc bằng những phương pháp nói trên, thì hành giả có một cái sự thấy được an lạc trên tuệ, không có mê mờ, do đã vượt qua ngã tưởng. Ngã tưởng gọi là Atasanya. Chúng ta vượt qua nó này, viên giả vượt qua. Đó gọi là kiến tịnh, tức là tuệ phân định danh sắc. Học về kiến tịnh là chúng ta học đến chừng đó. Quý vị thấy có rõ ràng chưa? Quý vị có hiểu được chưa? Tốt quá.
Thì ở đây thưa quý vị, ở trong bảy tịnh mà trong kinh thường mô tả và tôn giả Punna Mataniputta khi mà trả lời cái câu phấn đạo của tôn giả Sarvota, ngài đã nói đến thất tịnh như là bảy cái trạm xe. Thì ở đây giới tịnh là cái trạm xe thứ nhất. Vua đến cái trạm xe thứ nhất đổi ngựa, rồi đến cái trạm xe thứ hai, trạm xe thứ hai để đổi ngựa nữa. Thì trạm xe thứ hai này được ví dụ giống như là tâm tịnh, citta visuddhi. Tâm tịnh là trạm xe thứ hai, làm nền tảng cho trạm đi đến trạm xe thứ ba, tức là làm nền tảng cho kiến tịnh, là trạm xe thứ ba. Giới tịnh nó thuộc về giới học, tâm tịnh nó thuộc định học, và kiến tịnh mà chúng ta học hôm nay đó thuộc về tuệ học. Thì như vậy chúng ta còn bốn cái thịt tịnh nữa, tức là đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Thì chúng ta sẽ tuần sau chúng ta sẽ học tới đoạn nghi tịnh. Còn bây giờ thì cũng không đến đâu, còn 20 phút nữa chúng ta học không có gì học dở dang, với lại chúng ta cũng không khỏe. Và thứ ba nữa là chúng tôi cần phải xem lại sớ giải của bài kinh Tương Ưng ngày hôm nay để hỗ trợ cho râm lớp Phật pháp của Gautama, mà thượng tọa Pháp Tân sẽ giảng giải. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời và chi phước đến toàn thể, mong tất cả đều sẽ vui tiến hóa, và xin được cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quan Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Nam mô Phật Thầy. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sambuddhanu bhavena sada sati bhavatu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabbadhammanu bhavena sada sati bhavatu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabbasanghanu bhavena sada sati bhavatu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân ngài Tuệ Siêu Đắc Từ Bi Hoàn Hỷ Quang Lâm đạo tràng thuyết giảng muốn